mình là Su Su. Và trong video này thì mình sẽ show cho các bạn biết cái lý do mà vì sao các bạn nên sống ở The Cozy Homestay. Đầu tiên là chính là giao thông thuận lợi. Mình đang đứng ở ban công nhà mình. Đây là một nơi mà giao thông rất là thuận lợi cho các bạn vừa đi học cũng như là vừa đi chơi, về quê. Các bạn đi học đại học ngoại ngữ, đại học thương mại thì bạn bắt xuống bên dưới thì dừng xe buýt ngay bên dưới. Và các xe 60 hoặc 46 là sẽ đến trường học của các bạn. Khi các bạn muốn đi ra bờ hồ để chơi á, thì bạn sẽ cũng xuống luôn với cái điểm dừng đấy. Và bắt xe 14 thì sẽ ra thẳng luôn bờ hồ. Và mình, các bạn nước ngoài của mình đến chơi thì mình cũng show cho các bạn biết là cái recommend các bạn là đi xe 14 để ra bờ hồ rất là nhanh. Hôm trước mình đi thì mất khoảng 30 phút. Tiếp theo, các bạn mà muốn đi ra bến xe nước ngầm hay bến xe giáp bát để về quê thì các bạn cũng đi xuống em bắt xe 60A, 60B để các bạn sẽ về quê, sẽ ra được cái bến xe lớn để các bạn về quê mình. Còn đối với những cái bạn mà ví dụ như mình ở Vĩnh Phúc nhá, nếu bạn ở phía đằng phía Bắc Hà Nội á, Thái Nguyên hay là Bắc Sơn các thứ, các bạn cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần chạy sang bên đường và các bạn bắt xe khách hoặc là xe buýt để về quê của mình nó nhanh lắm. Và các bạn, đấy là cái mà mình cực kỳ thích ở đây đó.